Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn. Mẫu sản phẩm đó là bộ hoành phi câu đối vuông bằng chất liệu gỗ hương ba đúc hay còn gọi là gỗ hương mã đúc. Tên tiếng Anh viết tắt là gỗ hương ba đuốc quý khách có thể trên tìm trên google quý khách tìm hiểu thêm về dòng chất liệu gỗ hương này gỗ hương này khi để mộc thì nó có cái mùi rất là hắc và màu của gỗ nó như kiểu màu máu tên gọi khác nữa là gỗ hương huyết cho quý khách dễ hình dung và trong clip này chúng tôi cũng hướng dẫn quý khách đó là phân biệt chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi và gỗ hương đá hai tên gọi này nghe thì rất giống nhau nhưng để phân biệt được nó thì quý khách hãy nhìn vào cái chất liệu màu gỗ. Các bạn đang xem đây là chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi, khác với gỗ hương đá. Gỗ hương đá nó có màu hồng còn gỗ hương đỏ của Nam Phi này nó có cái màu đó là màu máu hay còn gọi như màu huyết. Và chất liệu của gỗ này thì nó nhẹ hơn rất nhiều so với chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương đá nó nặng hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể cảm nhận được đó là điều quý khách có thể phân biệt dễ nhất và bức hoành phi này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m55 rộng 67 ván dày 3 phân chạm cuốn thư bên trong ba chữ Đức Lưu Quang và đôi câu đối chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh đối với vế phải đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh câu đối này là câu đối phẳng chúng tôi chạm diềm lá tây và toàn bộ bộ chữ nho có phụ đề tiếng Việt. Đôi câu đối phía dưới chúng tôi chạm nghe và phía trên thì chúng tôi chạm phượng hoàng nằm trong vòng tròn. Đây cũng là một đơn khách đặt hàng tới từ khách hàng Phú Thọ. Và khi xong mộc chúng tôi sẽ quay lại chi tiết một lượt gửi tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang quan tâm tới sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh. Chúng tôi lại chia sẻ tới quý vị và các bạn một bộ mẫu sản phẩm. Hoành phi lồng cuốn thư để cho quý khách tiện theo dõi. Thì bên trong chúng tôi thiết kế một chiếc cuốn thư và có bộ ba chữ đó là Đức Lưu Quang, ý nghĩa là tổ tiên của chúng ta có đức độ thì sẽ được tỏa sáng và lưu truyền mãi về sau này. Đó là bộ ba của chữ Đức Lưu Quang. Các cái bộ chữ bên trong chúng ta có thể thay đổi. Nếu chúng ta thờ trên Từ Đường chúng ta có thể thay đổi và đó là chữ Phụng Tổ Đường. Nếu chúng ta thờ gia tiên thì có nhà sẽ thờ chữ Phụng gia tiên. Và có thể thay bằng chữ phúc mãn đường Tức là rất nhiều phúc cho từ đường Đó là phúc mãn đường Hay là ẩm hà tư nguyên thì Cơ sở đồ gỗ Yên Lanh có nhận thi công thiết kế các cái mẫu hành phi Cũng như là các cái kích thước đa dạng đa mẫu mã Các bạn đang xem đây là kích thước 1m55 rộng 67 Cầu đối cũng rộng uh, dài 1m55 rộng 28 và dày 5 phân Bình thường thì chúng tôi làm 4 phân nhưng bộ này khách yêu cầu chúng tôi làm dày 5 phân. Và chất liệu gỗ hương này khi chúng ta ngửi nó có cái mùi rất là hắc nếu như để mộc và khi hoàn thiện mà chúng ta không biết hoàn thiện thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro đó là gỗ nó sẽ thâm đi. Khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ phải tẩy axit đối với chất liệu gỗ hương đỏ này. Quý khách lưu ý khác với chất liệu gỗ hương đá, gỗ hương đá chúng ta không phải tẩy axit mà hoàn thiện được ngay và khi thép vàng thì chúng ta có hai loại vàng đó là vàng Đài Loan và vàng ta quý khách có thể xem thêm tại trang chủ YouTube đồ gỗ hiền lanh cơ sở đồ gỗ hiền lanh làm đơn vị sản xuất trực tiếp thiết kế thi công bàn giao và lắp đặt trên toàn quốc các cái bộ sản phẩm hoành phi câu đối quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ hiền lanh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.